hai ông đó không thấy em ra cái ông đi luôn, nghỉ câu luôn. Hai ông đó vừa không gặp ổng câu bên bên chỗ bên cặp bên kia. Lửa ra thả bè anh. Thôi tới tượng nha. Ôi. Con nó bự kìa. Dây đi câu á dây. Dạ. Chị chỉ con câu nè, câu đây nè con. Nó kìa. Nó kìa. Kìa có cái tên tượng bự kìa. Ô bự quá đi. Hai ông gặp em nha, hai ông đó chạy qua bển này kìa. Hai ông đó. Đi câu sớm giờ rồi. Còn sáng giờ. Sáng giờ câu đây nè. Mà câu hết rồi. Mày không câu trùng, câu chim trắng hay gì mà. Thôi. Câu đây tí thôi đạp luôn chứ. Thì hai ông đó ông chạy qua đống trà bển này kìa. Đi câu nè. Bây giờ nó có kia đi. Dính mấy bạn ơi, dính rồi. Cái gì đây? Cá lăng. Mọi cá lăng là dính cá lăng. Ơi, mọi cá lăng dính cái chim trắng. Xàm. Trời ơi, mình tính đâu dính cá lăng. Cá chim. Dạ. Trời ơi, mình tính đâu cá lăng không ạ? Chủ yếu bữa nay mình kiếm cá lăng phục thù các bạn. Ác thiệt. Dạ có rồi anh. Rộng dưới đây luôn à. Chủ yếu mình kiếm cá lăng mình phục thù mà giúp cá chim bỏ tay thiệt. Hồi này cá chim ăn là xong rồi, banh mồi luôn rồi. Ăn bấy luôn, để xuống ăn. Dữ lắm cá chim ấy chứ. Nó vô coi mấy con cá mồi này quá trời thiệt tình. Kệ đi, từ từ hồi cũng có cá lăng rồi các bạn, chịu khó. Thế nào không biết cá lăng à? Gán đi. Nó. Cá bự rồi. Không biết con gì luôn. Chắc cá chim nữa quá. Trời ơi, nghĩ kìa ông nội ơi. Tại dây em nó nhỏ, bởi vì nguy hiểm. Không biết con gì luôn. Cho nó nghỉ chút nha các bạn. Nó
nhiều nó mới được. Nó để xuống cái quay qua đưa thả càng kia cái nó ăn nữa. Còn mất tiêu luôn rồi. Mấy cái chim này không chứ. Nó. Vụ vậy thiệt tình, một cái bưng một cái hay chạy đây, dính nha, dính này dính gì luôn, bự nữa này mấy bạn ơi. Rồi vụ luôn ơi, rồi vụ luôn ơi, trời ơi trời. Tình mình xả ben lên cho nó chết chạy thiệt tình luôn. Rồi dục rồi thiệt tình, nó bự nữa rồi, bự nhỏ đây. Cá lăng các bạn ơi, lăng cái chim đây, cái chim à. Trời ơi, vừa để xuống nó bưng, vãi thiệt. Để xuống cái nó bưng luôn. Đi gan như câu cá rô vậy mày. Cá chim á. Nó ăn nè. Dính. Nhỏ thôi ơi. Đó.
nào mới dễ trà anh? Vài bữa mới dở. Vài bữa nữa hả? Bữa mấy? Chưa biết nữa. Chưa biết nữa hả? Ra coi có cá mà dở hả? Hôm ngày em đi với đống tấn với đống của ông Bình. Rồi chủ kinh. Để câu đây giúp một chút lên bè sao? Rồi vô coi. Ê về, ê không có vô trà nè, không có vô trà nè. Không có vô trà nè. Đó. Rồi hết chiếc bự không? Hết chiếc bự không? Vỗ. Mời bạn mặn nha. Chui vô đây mát rồi khỏe à, để mặn theo dưới muối luôn. Ăn đỡ đỡ bể đầu. Vô đây cá nhỏ ghĩa. Này kia còn có cá bự ăn, bên đây cá nhỏ không. Chán dữ ta. Dịch. Con gì đây, con gì đây? Cá cóc. Trời ơi, con chim trắng. Cá chim nữa quá mấy bạn ơi. Trời ơi, chở gỉ kìa. Gì kìa, gì kìa. Đó. Con bự khoe. Mà bằng tay các bạn. Ok. Có giật là im rồi.